Cuộc chạy đua marathon trong mùa lễ của ngành bán lẻ Hoa Kỳ kết thúc với một cuộc chạy đua nước rút. Các dấu hiệu đại hạ giá được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, trong khi các nhà bán lẻ đang tìm cách thức đẩy doanh số bán hàng lên cao. Công ty Shoppertrack hạ mức dự báo cho tăng trưởng của doanh số bán hàng trong kỳ lễ cuối năm xuống còn 2.5% thay vì mức 3.3% đưa ra trước đây, với nguyên nhân chính là các giảm giá và tác động của cơn bão Sandy. Các nhà phân tích cho biết, ngành bán lẻ đã bắt đầu khá tốt, nhưng với dịp lễ cuối năm qua đi, doanh số bán hàng đã chậm lại một chút và các giảm giá cũng đã tạo ảnh hưởng. Trong thực tế, công ty phân tích Bainrate cho biết một trong ba người tiêu dùng đã cắt giảm chi tiêu cá nhân vì những tranh cãi ngân sách ở Hoa Thịnh Đốn. Tại một số nơi, các nhà bán lẻ đã mở cửa liên tục 24 giờ trong nhiều ngày với hy vọng lấy được những đồng tiền cuối cùng của người mua sắm trước khi kỳ lễ kết thúc. Các chương trình khuyến mãi đặc biệt đôi khi diễn ra lúc 2 giờ sáng hay vào những giờ nhất định trong buổi sáng sớm là yếu tố khuyến khích người dân mua sắm. Với ít tiền hơn để chi tiêu, người mua sắm đang chờ đợi các chương trình khuyến mãi để chi tiêu. Phần lớn những người đi mua sắm đều cho biết họ để ý nhiều hơn đến ngân sách gia đình và chi tiêu ít hơn trong dịp lễ cuối năm này do tình hình kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, cũng có một điểm lạc quan, đó là các nhà bán lẻ đã quản lý hàng tồn kho của mình tốt hơn nhiều trong mùa mua sắm cuối năm nay. Do đó, họ đã không phải hạ giá quá nhiều. Nhờ vậy, tỷ lệ lợi nhuận bán hàng sẽ cao hơn.